Thưa quý vị, kể từ đợt dịch thứ tư, từ ngày 29 tháng 4 đến 18 giờ ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận gần 660 trường hợp mắc mới COVID-19. Lo ngại hơn là trong số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 410 trường hợp. Từ ngày 5 tháng 7 trở lại đây thì trên địa bàn thủ đô đã xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều ổ thì không rõ nguồn lây. Và trước tình hình này, thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt, ngành y tế thủ đô đã có những chiến lược mới để đảm bảo công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả nhất. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, thành phố đang trong đợt dịch phức tạp, nguy cơ bùng dịch đến từ nhiều nguồn với nhiều cách thức đa dạng, nguy cơ tại Hà Nội luôn ở mức rất cao. Do là địa bàn trung tâm, đầu não của cả nước, nhiều trường hợp đi từ vùng dịch về, nếu không kiểm soát hết thì chỉ cần lọt 1 đến 2 người là cũng có thể bùng phát thành ổ dịch mới. Hiện nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây, tuy nhiên theo ông Tuấn, trong giai đoạn này, việc xác định nguồn lây không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà mấu chốt là nhanh chóng xác định được F0 để cách ly khỏi cộng đồng và truy vết triệt để F1. Có thể nói rằng là trước đây 2 tuần thì Hà Nội vẫn là trong cái vùng khá là yên tâm về cái dịch bệnh. Thế tuy nhiên trong 2 tuần trở lại đây thì cái số lượng ca bệnh xuất hiện rải rác ở trên nhiều địa bàn của nhiều quận huyện của thành phố Hà Nội. Cái điều này thì chúng tôi cũng đã dự kiến liệu trước từ trước đến nay. Lý do là bởi vì hàng ngày mặc dù là đã cách ly phong tỏa các cái tỉnh khu vực miền Nam, tuy nhiên thì số lượng người đi về từ các vùng dịch vào Hà Nội hàng ngày chúng ta vẫn có từ 3 cho đến 5.000 lượt người. Thế và đây chính là những cái nguồn bệnh và từ đó sẽ xuất hiện các F0 ở trong cộng đồng. Thì về để đáp ứng được với cái tình hình hiện nay thì cái mấu chốt của thành phố Hà Nội trong công tác chống dịch là chúng ta phải nhanh chóng bắt được F0 để cách ly khỏi cộng đồng, để khống chế cái nguồn lây lan rộng. Thế và việc thứ hai là chúng ta phải truy vết triệt để tất cả những trường hợp tiếp xúc gần, nghĩa là F1, để chúng ta cũng phải xét nghiệm và cách ly đối tượng này. Với hai cái không quan trọng đó thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhanh chóng khống chế được cái ổ dịch, cái tình hình dịch trong cái thời gian tới. Cũng theo ông Tuấn, đặc điểm của biến chủng Delta với hơn 50%, thậm chí 80% người mắc ít biểu hiện triệu chứng. Do đó, thành phố rất chú trọng việc mở rộng xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện ca bệnh không có yếu tố dịch tễ, từ đó truy vết, khoanh vùng nhanh và hiệu quả, làm sạch mầm bệnh tiềm ẩn. Trong thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc người ho, sốt trong cộng đồng. Tuy nhiên vẫn có rất ít người dân chủ động đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn để xét nghiệm. Thì và đây chính cũng là cái mầm bệnh nó lẩn khuất. Thế và nếu như mà chúng ta bắt được càng nhiều thì nghĩa là chúng ta sẽ nhanh chóng khống chế dịch được tại cái thời điểm này. Thế tuy nhiên thì chúng tôi rất muốn rằng là mọi người dân sẽ cố gắng là thực hiện tốt hơn cái khuyến cáo. Khi chúng ta có cái biểu hiện ho sốt, đây chính là những triệu chứng đầu tiên của bệnh, thì chúng ta phải liên hệ ngay với cơ sở y tế. Thì số lượng mà người đã đến để xét nghiệm thì hiện nay vẫn còn thấp hơn so với cái số liệu dự tính. Thì rất mong là người dân sẽ phối hợp chặt chẽ với y tế trong công tác này. Nếu như mà chúng ta không thực hiện triệt để các cái hoạt động, các cái hướng dẫn của ngành y tế cũng như là ban chỉ đạo các cấp, thì nguy cơ đối với thành phố Hà Nội phải nói là rất lớn, chứ không phải là nhỏ, không phải là vừa. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta phối hợp tốt giữa cái việc mà chỉ đạo của các cấp chính quyền, rồi sự phối hợp của người dân, và đặc biệt là cái công tác điều tra truy vết của y tế, ba cái khâu này mà phối hợp được và có hiệu quả, thì cái nguy cơ chúng ta chắc chắn sẽ hạn chế trong thời gian nhanh nhất. Được biết, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, sáng nay ngày 23 tháng 7, Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kêu gọi người dân khai báo y tế, giúp chính quyền sàng lọc, phát hiện ca bệnh không triệu chứng hay có nguy cơ cao. Chủ tịch thành phố cho rằng, việc khai báo y tế đặc biệt quan trọng với trường hợp sốt, ho, khó thở để được y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn phòng dịch trong thời gian sớm nhất. Đây không chỉ là cách bảo vệ mình, mà còn cả người thân, gia đình và cộng đồng.